Chào các bạn, mình đang ở Quảng Nam, nơi vùng đất của rất là nhiều loại đặc sản quý hiếm. Và bây giờ mình đang ở tại cái cửa hàng Sâm Ngọc Linh. Các bạn thấy chữ Sâm Ngọc Linh chưa? Cái chữ là quốc bảo Việt Nam. Và đây là cửa hàng của anh Tứ nè. Anh giới thiệu về sơ anh một chút xíu. Mình là đây là Nguyễn Văn Tứ, thì mình kinh doanh các sản phẩm chiết xuất từ Sâm Ngọc Linh mang thương hiệu Donaco. Thì sản phẩm mình có mặt trên thị trường Việt Nam thì tầm khoảng 4 năm, và bây giờ trên Việt Nam mình đã có được 7 cái nhà phân phối ở các tỉnh. Anh có thể giới thiệu là nó có ở đây mời mặt mà hàng nè. Thầy đi vào tham quan sản phẩm. Có mặt hàng nào anh giới thiệu cho mọi người biết? Mình giới thiệu từ cao đến bé. Đây là sản phẩm rượu Sâm Ngọc Linh. Rượu Sâm Ngọc Linh. Đây là bao bì chai của sản phẩm rượu Sâm Ngọc Linh. Rồi. Và đây là cái túi hoàn thiện bên trong, và trong câu nào có một câu đó về Sâm Ngọc Linh. Địa linh khí chất cái tinh. Thiên nhiên tạo hóa, Ngọc Linh tuyệt vời. Và có câu này thì cũng có được ra một bài hát rất là hay. Vẫn còn có trên cái trang YouTube. Ok, còn tiếp theo nó là sản phẩm gì? Đây, bao bì hoàn thiện của nó là đây. Thì chai này thì giá thị trường là 2,5 triệu. Một cái bộ như thế này. Rồi, ok em. Tiếp đến là đây là sản phẩm cà phê Sâm. Thì sản phẩm cà phê Sâm là bao bì bên ngoài thế này, và bên trong là gồm hai hộp nhỏ, mỗi hộp là 9 gói cà phê Hòa Tan pha sẵn. Ok, còn cái này là sản phẩm gì? Tiếp đến đây là cái sản phẩm trà túi lọc thường hàng. Thì đây cũng là dạng trà túi lọc. Cái trà này có đặc điểm của mình là thường thường uống trà là gây mất ngủ, nhưng trà này là uống có tác dụng là bồi bổ cơ thể, và uống kể cả về buổi tối vẫn ok. Tuyệt vời. Còn cái này, còn đây là gọi là nước yến Sâm Ngọc Linh. Thì cũng thành phần của nước yến này thì cũng bao gồm của giống như tất cả nước yến khác, và có thêm thành phần sâm vào bên trong. Tuyệt vời. Thì đó là những cái sản phẩm. Đây là sản phẩm bánh. Thì bánh này phù hợp cho cũng như đây là dòng bánh mềm. Vâng, vậy là vừa rồi. Còn một sản phẩm gì? Đây cái kia đúng không? Cái nước tăng lực. Nước tăng lực Sâm Ngọc Linh. Đây là nước tăng lực Sâm Ngọc Linh. Vâng, vậy là vừa rồi là các bạn có được ăn và cái cuối cùng là sản phẩm kẹo Sâm Ngọc Linh. Vâng, vậy là vừa rồi là các bạn có đi tham quan sơ một số sản phẩm cái công dụng của Sâm Ngọc Linh ha. Và đây là cái cửa hàng, cái showroom của ông Tứ. Ok, các bạn thấy cái cửa hàng này đó, các bạn thấy, các bạn hiểu không? Hiểu nó rất là rõ. Rồi, có gì thì các bạn cứ xem thông tin trên này nhé. Bye bye các bạn sau nha.